Miami Beach, Florida. Tụi anh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh Your Real Estate USA. Kênh Real Estate USA hướng dẫn cách mua nhà, cách đầu tư nhà cửa và cách làm môi giới bất động sản. Hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn là ở Mỹ đầu tư chỗ nào thì lợi nhuận nhiều. Câu trả lời của mình là muốn mua nhà tăng giá cao, muốn mua nhà để sau này bán được lợi nhuận nhiều, hoặc là để mướn nhiều, thì muốn có tiền nhiều thì bạn nên chọn những vùng du lịch. Có hai loại vùng du lịch mà người Mỹ rất thích mua là vùng biển và vùng núi. Theo mình biết thì người Mỹ khi về hưu thì họ bán nhà cửa, bán chứng khoán, mua nhà để về hưu. Về hưu lúc 62 hay là 65 tuổi là tuổi còn đang khỏe mạnh, thì họ thích mua những nhà ở vùng đẹp để họ sống cho an nhàn. Thì những vùng đẹp, có người thì thích ở miền núi. Ở miền núi thì nó thanh tịnh hơn, là tại vì thường thường thì người người lớn tuổi thích ở vùng biển, để khí hậu ấm áp. Vùng núi thì nó có mùa đông lạnh, thì những người lớn tuổi thì họ không có thích ở vùng lạnh, tại lạnh thì cái thân thể mình nó hơi, người lớn tuổi nó hơi có vấn đề ha, như là nhức xương chẳng hạn. Thành ra theo mình biết thì là đầu tư trong tương để trong cho tương lai nhà lên á, là đầu tư vùng biển. Thứ nhất là ở vùng biển thì khí hậu ấm áp, lúc mình đương trẻ mình ở là vui vẻ ha, mà ra đi biển chơi mà sức cũng tốt cho vấn đề sức khỏe. Rồi tới những cái nhà ở gần biển thì lên giá nhiều, tại vì dòng quanh bờ biển thì đất nó có giới hạn, không có đất nhiều. Thành ra những miếng đất cất trên những nhà hay là những nhà có đất thì là càng ngày nó càng lên giá, tại không còn đất nữa, không còn đất để cất nhà nữa. Bởi vì sao, có nhiều người đó họ mua đất, họ mua nhà gần biển thì là tương lai sẽ bán được nhiều tiền, mà trong hiện tại thì mình được hưởng thụ cái khí hậu trong lành, cái bãi biển tốt đó. Thì là đó là một cái lý do mà mình nghĩ là đầu tư ở những vùng biển thì tốt hơn. Ngay ở Việt Nam cũng vậy á, nếu mà bạn ra bạn mua đất ở Vũng Tàu ha, thì là đất ở Vũng Tàu mà người ta mua cách đây 10 năm là bây giờ nó là lên gấp 4 cái miền đất ở Vũng Tàu bạn. Cái vấn đề mà hello thì ở Miami Beach cũng vậy ha bạn. Những miếng đất, những cái nhà mua Miami Beach cách đây 10 năm là bây giờ là nó gấp 4, tại vì càng ngày càng phồn thịnh, du khách khắp mọi xứ đổ về, thì là người ta có nhiều tiền hơn, người ta làm nhiều khách sạn này kia, người ta có nhiều tiền hơn thì người ta mua nhà. Còn những người bán ở New York, họ bán nhà bán cửa, họ về đây để họ hưởng không khí biển ấm, thì là nhà cửa nó cũng lên giá. Nếu bạn thích ở vùng biển thì bạn nên ở những chỗ nào mà gần biển, những thành phố nào gần biển, mà nhà mà càng mua gần bãi biển thì nó càng có giá, nó càng lên giá, tại người ta thích là không phải lái xe xa để ra biển. Nhất là căn nhà như mà dãy nhà của mình ở đây đó bạn, là đi hello, oh, I love your dog. Thank you. Thì bạn cái hàng xóm thì là họ thích mua để mà bước ra bãi biển cho nó dễ. Còn những căn nhà mà trên những cái căn nhà mà trên bãi biển á, thì là nó là mình không dám nói tới là 4-5-6 triệu Mỹ Kim là chuyện bình thường.
Còn nếu bạn có ít tiền hơn á, thì bạn đi về vùng núi North Carolina, South Carolina là những vùng núi. Thì bây giờ đất ở vùng núi có nhiều chỗ nó còn rẻ, nhà cũng còn rẻ, tại vì rất là phát triển. Thì là nếu bạn muốn dùng đó thì cũng có thể là lên giá, nhưng mà nó không có lên mau bằng vùng biển. Vùng biển là tại sao nó lên mau, tại vì người bản xứ cũng thích về vùng biển ở, và người ngoại quốc cũng thích về dòng đầu tư ở vùng biển ở Việt Nam. Để mình sau cái video này mình sẽ cho bạn coi vài cảnh vùng biển ở cái chỗ mình ở, những cái lâu đài, mà những cái chung cư mà họ cất hay là những cái nhà ở biển, thì giá nhà lên giá rất là cao. Ở biển thì bạn có thể mua hoặc là nhà, nếu mà bạn có đủ khả năng tài chính. Nhà ở gần biển thì phải từ 600.000 đô la trở lên là nhà nhỏ, còn nhà lớn, nhà mới thì phải tính từ bạc triệu trở lên. Còn chung cư thì cũng phải từ 600-700.000 trở lên nếu là chung cư ngay sát biển. Còn nếu chung cư mà ở phía xa ở trên biển thì phải từ 1 triệu đô la trở lên. Thì những cái nhà đó là không có cái bị xuống giá, trong khi mà nếu mà có cái chuyện kinh tế có trồi sụp thì cái mấy nhà gần biển đó không có bị xuống giá. Bị xuống giá chút xíu là những người ta cần bán gấp á, người ta bán thấp giá chút thôi, mà lúc nào cũng có người mua từ những tỉnh lạnh ở Mỹ cho tới những tỉnh lạnh ở Canada, họ cùng đổ nhau để mua hết. Bây giờ mình đầu tư nhà ở vùng biển rất là có nhiều lợi nhuận. Bây giờ nếu mà bạn nói bây giờ tôi chưa có muốn ở vùng biển, từ hồi về hưu tôi muốn ở vùng biển, tôi mới ở vùng biển thôi, bây giờ chỗ tôi đang ở là có làm ăn lợi nhuận rồi, tôi không muốn đi, thì là bạn có thể là mua cái nhà hoặc là mua cái chung cư thì bạn cho mướn. Giá tiền cho mướn nhà tại những vùng biển giá cao mà có nhiều khách lắm. Một chung cư một phòng ở băng qua đường biển, bạn có thể cho mướn trong 6 tháng mùa đông, bạn có thể cho mướn 2.000 đô một tháng. Mùa hè thì không có khách từ xứ lạnh thì bạn có thể cho mướn 1.000 đô, 1.200 đô. Nhà gần ở biển, nhà thường thường thôi, chừng 3 phòng, có thể cho mướn trong mùa lạnh, có thể cho mướn tới 4-5.000 đô. Nhà thường thường là ở gần biển, bạn mua nhà chung cư cho mướn dễ hơn, tại vì thường thường người già là họ thích ở trong chung cư để cho nó an ninh hơn, có bảo vệ gác, mà cũng không, họ không có cần 2-3 phòng. Thì là một phòng, một one bedroom thì chừng cỡ 2.000 đô, còn hai bedroom này có khi tới 2.800-3.000 đô, thì cái đó là mình lợi hơn, tại vì mình ở xa, mình không có muốn mà phải mỗi ngày phải tới cắt cỏ, phải chăm sóc. Thì khi bạn mua chung cư đó là họ đã chăm sóc hết rồi, cái họ đóng tiền chung cư 200-300 tháng thì họ đã chăm sóc hết rồi. Mà mấy người lớn tuổi mà mướn nhà để mướn để mà mùa đông tới ở, họ thích ở trong chung cư, tại chung cư là có hồ nước tắm đẹp, có phòng tập thể dục, có gym, thành ra đối với người già vậy là rất là thuận lợi. Nhất là Florida, Miami Beach là đầu tư về mướn nhà. Rồi mai mốt á, rồi nhà cứ tiếp tục nó có lên giá, mai mốt mà bạn không muốn xuống tới ở thì bạn bán đi, còn nếu bạn muốn tới ở thì bạn có sẵn nhà hoặc chung cư cho ở rồi. Nè, cái đó hay đó không bạn? Thì mình nghe nó ở Việt Nam cũng vậy ha, bạn đầu tư những cái vùng gần bãi biển mà dừng có nhiều du khách, nhiều phải du khách nhiều mà đều không phải du khách là ít đó, ít nhất. Nhưng mà như mình ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu là có du khách ngoại quốc nhiều lắm, tại vì tàu ngoại quốc nó cũng đổ về đó, tàu hàng, tàu du thuyền cũng đổ về Vũng Tàu. Thì ở Nha Trang gần biển cũng có, nhưng mà Nha Trang ít có du khách ngoại quốc mà nhiều giống như là ở Vũng Tàu. Mình cho bạn coi cái chung cư này, hay là chung cư là mình đang ở không.
là trị giá từ 800 ngàn trở lên mà có vườn riêng, có hộ riêng, có đẹp được cái chào bà con chút xíu.